Cũng trong hôm qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thoại Sơn tổ chức huấn luyện cán bộ dự bị động viên từ tiểu đoàn trưởng bộ binh và binh chủng thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện. Theo đó, các cán bộ dự bị động viên được truyền đạt kiến thức về giáo dục tình hình nhiệm vụ chung của lực lượng vũ trang tỉnh, truyền thống, nhiệm vụ của đơn vị, nội dung cơ bản của luật lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản thi hành huấn luyện quân sự với các nội dung về điều lệnh, công tác tham mưu tác chiến, công tác tham mưu huấn luyện, cách viết giáo án và làm kế hoạch tiến trình biểu huấn luyện, nghiên cứu thao trường xây dựng phương án tập. Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ dự bị động viên làm cơ sở để vận dụng linh hoạt khi có tình huống chiến đấu xảy ra, đồng thời khẳng định việc xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, mang tính chiến lược trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.